phẩm ăn khách của TVB. Ông Kiều Giang Hà. Có. Dừng tay lại đi. Sao đây? Lúc 21 giờ. Nhân chứng duy nhất đó là con gái ông. Những âm mưu bất kỳ ai cũng không thể làm ảnh hưởng tới nó. Được, chúng ta chờ mà xem. Và những màn rượt đuổi nghẹt thở. Bọn chúng rất gan ngược, giết người không chớp mắt. Độ nguy hiểm của chúng ta lần này là ở mức độ cao nhất khác hai. Cùng bảo vệ nhân chứng với TV Star lúc 21 giờ hàng ngày trên SCTV 11.